Chú đười ươi hăng hái tạo dáng khi được du khách chụp ảnh. Mới đây, một cảnh tượng thú vị được ghi lại tại vườn thú Bali, Indonesia đã thu hút đông đảo sự quan tâm. Theo đó, một chú đười ươi đã không ngừng tạo dáng và đưa cả hai cánh tay lên đầu khi được các du khách chụp ảnh. Được biết, chú đười ươi này rất thích tạo dáng để cho các du khách chụp ảnh và luôn cố gắng tạo nhiều kiểu để chiều lòng họ. Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút rất nhiều lượt xem. Dân mạng ai nấy cũng đều bày tỏ sự thích thú trước sự đáng yêu của chú đười ươi này.